Ngay trong sáng ngày 17 tháng 7 năm 2024, khi tiến hành kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở tại các xã Tân Phúc, Đồng Lương, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Thanh yêu cầu các địa phương cần di rời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng tài sản cho người dân. Tại khu vực đồi Na Lo, thôn Tân Lập, xã Tân Phúc, do mưa lớn trong những ngày qua đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt lớn và các vùng đất bị sụt lún có nguy cơ sạt lở cao. Trước tình hình đó, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo xã Tân Phúc tiến hành di rời khẩn cấp 4 hộ gia đình sinh sống dưới chân đồi đến nơi an toàn, đồng thời yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện nhanh chóng xây dựng báo cáo khẩn cấp về tình trạng nguy cơ sạt lở tại khu vực này. Huyện sẽ khẩn trương báo cáo kiến nghị với tỉnh để triển khai phương án bố trí di rời các hộ dân đến nơi ở mới an toàn. Do đó, đồng chí cũng yêu cầu chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân sẵn sàng di rời đến nơi ở mới. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong đoàn cũng đã đi kiểm tra khu vực diện tích đất mà xã Tân Phúc dự kiến sẽ bố trí để người dân chuyển đến sinh sống đảm bảo an toàn. Theo lãnh đạo xã Tân Phúc, đây là diện tích đất công, có địa hình tương đối đẹp và an toàn, có thể đảm bảo người dân ổn định chỗ ở và yên tâm lao động sản xuất. Ngay khi có phương án, địa phương sẽ tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ người dân về các thủ tục hành chính, để người dân nhanh chóng xây dựng nhà ở ổn định, đảm bảo an toàn. Kiểm tra cầu tràn liên hợp vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng tại thôn Tân Thành, xã Tân Phúc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Thanh khẳng định, với sự đầu tư của tỉnh, cây cầu đã nối liền hai xã Tam Văn, Lâm Phú và các thôn của xã Tân Phúc với khu vực trung tâm huyện, không còn tình trạng bị cô lập, chia cắt mỗi khi mưa lũ về, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân khi lưu thông qua khu vực này. Trước đây, khu vực này được xây dựng một tràn qua suối nhưng do xây dựng đã lâu và xuống cấp, tràn thấp thường xuyên bị nước lũ quét qua, gây chia cắt hai xã Tam Văn, Lâm Phú. Nhiều lần người và phương tiện bị lũ cuốn trôi khi bất cẩn qua khu vực này. Cầu tràn liên hợp thôn Tân Thành, xã Tân Phúc được xây dựng vào tháng 2 năm 2024. Để xây dựng cầu cùng với sự đầu tư của nhà nước, người dân đã tự nguyện hiến đất để mở rộng, nâng cấp hai bên đường và khu vực cầu. Đến nay cầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo thuận tiện cho người dân tham gia giao thông. Tại khu vực dốc Sáp Ong, phần ta luy dương tiếp tục có đất sạt xuống đường, vùi lấp rãnh thoát nước và chèn nổi một phần mặt đường của tuyến đường quốc lộ 15A. Nhiều phần đất đá của ta luy dương có nhiều vết nứt lớn, có thể sạt lở xuống mặt đường bất kỳ lúc nào, vô cùng nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại tuyến đường này. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Thanh yêu cầu các địa phương cắm biển báo tại hai điểm đầu để cảnh báo các phương tiện qua lại. Đồng thời cho biết huyện sẽ nhanh chóng kiến nghị Sở Giao thông Vận tải khẩn trương tiến hành khắc phục tình trạng sạt lở trước mùa mưa năm 2024 để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.